Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ sắc, cũng chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ nhãn xứ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ sắc xứ, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ nhãn giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ sắc giới, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp giới. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ nhãn thức giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ nhãn xúc, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, cũng chẳng nên trụ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ địa giới, cũng chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ vô minh, cũng chẳng nên trụ hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ bố thí ba la mật đa, cũng chẳng nên trụ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ pháp không nội, cũng chẳng nên trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.